Vâng, xin chào toàn thể anh chị em. Anh chị em nào mà đang cần tìm cái mẫu xe gầm cao, máy thoáng, máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, còn này thì gọi là 5+2, vẫn ngồi 7 chỗ bình thường, thì anh em sẽ tham khảo mẫu Hyundai Santa Fe bản MLX số tự động, máy dầu này nhé. Xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A12296, sơn xi màu đen rất là đẹp. Bản MLX này thì trang bị phanh đĩa ABS, la răng búc, xi nhan trên, gương, cửa sổ trời, ghế điện, ghế chỉnh điện anh em nhé. Là rằng úp phanh đĩa ABS 4 bánh luôn, úp lắp dây bịch, máy dầu, máy nổ cực giòn và ngon nhé. Hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 1 2025 rồi. Xi nhan tích hợp trên gương, đấy, số tự động, nội thất ghế da thì quá là đẹp luôn này. Màn hình Android, SIM 4G, cam hành trình đầy đủ rồi. Anh em chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, phím bấm vô lăng nhé, điều hòa auto luôn. Củ số này khá là đẹp này, xây ghế xây kiếp các kiểu, ở bên nước ngoài thì họ lạnh. Dòng xe này nhập khẩu rồi. Cửa sổ trời anh em nhé, cửa sổ trời đó. Đấy, trần lỉ nguyên bản rất là đẹp. Xe máy dầu. Đấy, với cái động cơ dầu là 2.2 thì ở mức tiêu thụ nhiên liệu thì đâu đó chỉ khoảng hơn 7 lít thôi, tương đương với máy xăng 1.5 nhé, nhiều hơn một chút xíu. Nhưng dầu thì máy dầu thì đôi khi dầu nó sẽ rẻ hơn xăng rất là nhiều, cũng gọi là chênh lệch một chút ít. Cơ bản là trong dầu thì nó có nhiều năng lượng hơn là xăng, cho nên là nó càng chạy nó càng tiết kiệm, càng nóng máy thì càng tiết kiệm. Xe nội thất rất là đẹp anh em ơi, lốp lắp mới, phanh đĩa ABS 4 bánh luôn, hệ thống đèn đóm thì miễn bàn rồi, nguyên bản cực kỳ là đẹp. Hyundai Santa Fe bản MLX, bản full kịch rồi. Đó. Đây, cốp phía sau này. Do là mẫu xe 5+2 cho nên là cái cốp nó chỉ vừa đủ nhỏ nhỏ thôi, quanh quanh khu vực này thôi. Còn đây là khi mình cần ngồi 5 người, mình lật ghế lên mình ngồi nhé anh em nhé. Sàn đằng sau này, có gió điều hòa này, trần quá đẹp luôn nhá. Đấy, hệ thống đình tán mang nước này, nguyên bản. Đấy, dòng này hệ thống treo êm này, treo êm cả trước cả sau anh em nhé, cả trước cả sau luôn. Nên là dòng này ngồi trước hay ngồi sau đều rất là êm luôn, chạy không phải nghĩ luôn. Hai bô nhá, hai bô hai bên nhá, lốp treo nhá. Với cái tầm giá hơn 300 triệu, anh em đã sở hữu một chiếc Hyundai Santa Fe bản MLX phiên bản máy dầu số tự động nhập khẩu Hàn Quốc, hơn 300 triệu đồng. Cụ thể thì chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là 350 triệu đồng anh em nhé, 350 triệu đồng. 2009, máy dầu 4 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, nhập khẩu. Hệ thống phao chỉ đây anh em này. Anh em mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại mà em đưa lên. Anh em xem kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình nhé. Hệ thống vận hành loa rất là hay luôn. Cái chỉnh điện này. Đó. Đây là phần tem mác nhập khẩu nhé. Nhập Hàn 2009. Em sau khi ăn Tết xong thì bị cảm cúm cho nên là giọng nó hơi bị ồm ồm, đang bị ho mũi các kiểu đó. Chiếc xe này thì giấy tờ pháp lý đầy đủ hết. Đây em sẽ nổ máy cho anh em xem này. Dòng này thì nó là phanh chân nhé, không phải phanh tay. Đấy, phím bấm vô lăng này. Đó, mình đi ABS túi khí đầy đủ hết. Đó, máy nổ rất là giòn và đều nhé. Màn hình Android xịn sò luôn. OLED SIM 4G, cam hành trình, gương chống chói tự động luôn. Nói chung là dòng xe nhập thì nó khá là sang. Mặc dù 2009 nhưng mà giờ những cái mẫu xe mới với cái tầm tiền này thì cũng không có thể trang bị
nhiều như này. Số đây, số zig zag này. Hỗ trợ leo dốc đồ đèo số D cộng trừ nhé. Ok đồ này, rộng rãi luôn. Tạp lùa tạp đi rất là đẹp. Có cả loa tép nữa. Tổng là 6 chiếc loa cả. Đồ trung tâm rất là đẹp. Con này số rất là ngọt anh em nhé. Số cực kỳ là ngọt luôn. Các cái giải số đều rất là êm ái. Đó. Cộng trừ các kiểu. Số tự động thì các giải số nó đều phải là ngọt anh em nhé. Phải là nhẹ nhàng ngọt ngào. Chứ vào số mà rung giật đùng đùng nên là hỏng. Anh em có nghe thấy tiếng máy không? Lỗ rất là giòn và êm. Đây thì sau đây em sẽ ra bật nắp capo cho anh em xem bộ phận trái tim của chiếc xe. Đó là khối động cơ dầu diesel. Xin em tích hợp trên gương. Đẹp không tì vết luôn. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2009 bản MLX nhé. Bản MLX không có hiện tượng rỉ dầu, máy móc khô ron nhé. Máy móc khô ron luôn. Nói chung là về phần máy cái đời này, con này nó đạt cái đạt 9 điểm, 9-10 điểm rồi nha. Phần đầu này quá ròn, quá êm luôn. Ngồi xong khi anh em đóng nắp capo, ngồi xong không lái thì gần như không nghe thấy gì cả. Rất êm, chỉ nghe thấy tiếng rung rung của động cơ thôi. Với động cơ này thì tiêu thụ nhiên liệu đâu đó khoảng hơn 7 lít. Hơn 7 lít dầu một tí xíu thôi. Và lại là một chiếc xe 5-7 chỗ gầm cao nhá. Dòng xe nhập khẩu chạy rất là phê luôn. Hyundai Santa Fe 2009 bản MLX phiên bản số tự động một cầu máy dầu nhập khẩu Hàn Quốc có mức giá là 350 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Anh em quan tâm liên hệ em Khánh số 0818733386 hoặc số 0917165F0. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe máy thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc anh em luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.